Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương vườn cao luống rau. Câu dân ca giao thừa nghe thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy, có em về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con múc cả trăng vàng. Dân ca bài dân ca tha thiết đậm đà, từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy, có em về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con múc cả trăng vàng. Như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con múc cả trăng vàng. Vẫn chưa tình yêu được biết đang góp tình.
xin được cảm ơn các ca sĩ đã mang đến cho chúng tôi những giây phút vô cùng sôi động và báo hiệu cho chúng ta biết rằng mùa xuân của năm Quý Mão sắp về với Việt Nam rồi, thưa quý vị. Đêm giao thừa
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, một mùa xuân mới Quý Mão lại đang về trên đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và không ngừng phát triển. Năm Nhâm Dần 2022 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ, một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, tác động xấu nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta và còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, quyết tâm mới, khí thế mới, tiến bộ mới, nhiều thắng lợi mới. Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái. Hôm nay bán quên tòa nhà Wincom. Thank you.
Quá đẹp. Ồ, hết, quá đẹp luôn. Tây Ninh xin chào năm mới. Thank you.
Bữa nay có cháu làm nè, phải phiền có cháu làm mới được. Không có ngọn đèn này sắp xấu á. Cháu học mẫu giáo đó nha. Làm gì hả? Làm gì anh nói đi. Kỳ quá, xấu quá là mày đang quay phim mà làm xấu quá à. Làm quay phim mà làm xấu quá à. Nè đàng hoàng đi. Chờ bị chống ngoại cười. Đã có những thông tin cho rằng Liverpool quan tâm tới Mason Mount, nhưng cũng phần trăm nhiều hơn lệ là việc số 19 của Chelsea sẽ không rời đi. Đò không đòi nữa. Andrew Robertson, Gomez. Cái dễ gì vậy? Mùa giải năm nay Liverpool và Chelsea có thể coi là hai đội bóng bất ổn nhất tại giải đá vào ngày ở trong bóng kích xích. Điều bất ổn đó có thể thể hiện ngay trong lời xuất phát của hai đội bộ này. Nhưng trước trận đấu này thì Liverpool có 50 lần thay đổi lời xuất phát, còn Chelsea thì có 72. Làm giờ học, làm học à? Không có đội bóng nào mà anh có sự thay đổi lớn như thế. Quay hả Hoàng tưởng trực tiếp chứ. Là một minh chứng để chúng ta thấy về sự không ổn định của cả hai đội bóng này. Và ngày hôm nay thì Liverpool có đến 5 sự thay đổi so với cuộc đấu với Brighton và 3 sự thay đổi so với trận đấu mà họ đã vượt qua Wolverhampton ở FA Cup. Còn với Chelsea thì họ chỉ có 1 sự thay đổi thôi. Nhưng vẫn là những sự thay đổi để cho thấy sự bất ổn của họ. Vừa rồi là tình huống mà Harvey Jett đã bị cuột giày. Lỗi thuộc về các cầu bóng đỏ. Trong sự thay đổi liên tục đó của hai đội đến từ tình trạng thay đổi này có nhiều các chấn thương. Đây là tuần thứ 9 của đội bóng sẽ còn một cuộc thi đấu với những hàng thủ. Trong đó là sao đang đá dồn.